Mục sư dự đoán chính xác về vụ ám sát ông Donald Trump Hôm 13 tháng 7 năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania nhằm tạo đà cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên sau khi cuộc vận động bắt đầu chưa lâu, một loạt tiếng súng đã vang lên. Sau khi bị bắn, ông Trump vô thức giơ tay chạm vào tay phải, lập tức các đặc vụ xung quanh cũng lao tới bảo vệ ông mọi người kinh hoàng nhận ra rằng đây là một vụ ám sát nhắm vào vị cựu tổng thống một lúc sau ông trump đứng dậy tay phải của ông vẫn đang chảy máu máu chảy loang lên khuôn mặt ông đám đông vỗ tay cổ vũ ông trump ông giơ cao tay phải kêu gọi mọi người tiếp tục chiến đấu ông trump sau đó mô tả trong một tuyên bố rằng tôi bị một viên đạn bắn trúng viên đạn xuyên qua phần trên tay phải của tôi tôi lập tức biết có điều gì đó không ổn bởi vì tôi nghe thấy tiếng vút tiếng súng và lập tức cảm nhận được sự đau đớn khi viên đạn xuyên qua da. Tôi đã chảy máu rất nhiều, vậy nên tôi lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảnh tượng gây cấn này đang liên tục được phát sóng trên các đài truyền hình lớn và mạng xã hội. Trong khi mọi người lên án bạo lực, họ cũng cảm thấy may mắn cho ông Trump. Bởi cơ quan chấp pháp cho biết tay súng đã sử dụng súng trường bắn tự động A và bắn liên tục vào ông Trump từ khoảng cách 180 đến 270 mét. Với loại vũ khí và khoảng cách như vậy, không ít người có kinh nghiệm bắn súng cho biết xác suất bắn trúng điểm chí mạng chỉ với một phát bắn là 99,9%. Xương và thịt ở mép trên tay phải của ông Trump bị vỡ vụn. Nếu viên đạn lệch sang bên trái 1 2 cm thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là cảnh tượng này đã được một nhà tiên tri miêu tả chính xác cách đây 3 tháng. Thấy trước vụ ám sát Mục sư Brandon Bick cho biết trong một cuộc phỏng vấn video vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 rằng ông đã nhìn thấy ai đó đang cố sát hại ông Trump, viên đạn bay qua tai và rất gần đầu ông. Ông Bick phảng phất nhìn thấy tay phải của ông Trump đang chảy máu. Ông ấy chạm vào tay phải của mình và nói rằng ông có cảm giác như màng nhĩ của mình đã bị thủng. Ông Bick mô tả rằng sau khi ông Trump bị bắn, ông ấy đã quỳ xuống và cầu nguyện Chúa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông Trump đã được tái sinh về mặt tinh thần. Sau khi đứng dậy, ông trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, đây gần như giống hệt với cảnh tượng mà chúng ta đã thấy sau này. Nó giống như du hành xuyên thời không để đến hiện trường vậy, thực sự quá thần kỳ. Nhà tiên tri người Anh Chris Hamilton, Parker, người được mệnh danh là nhà tiên tri của sự diệt vong, cũng từng nhiều lần dự đoán ông Trump sẽ bị ám sát. Hôm 11 tháng 7, hai ngày trước khi ông Trump bị ám sát, ông ấy lại nhắc đến vấn đề này. Ông Parker sau đó cho biết ông cảm thấy có một sức mạnh khiến ông buộc phải nói ra. Vào thời điểm đó, ông Parker có một cuộc trò chuyện trực tiếp với cô Joni Pachi, một nhà tiên tri chiêm tinh nổi tiếng người Mỹ. Cô Pachi cho biết, cô nhìn thấy từ biểu đồ chiêm tinh rằng từ nửa cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, vị trí của mặt trời, hỏa tinh, thổ tinh và Rahu sẽ có tác động rất lớn đến Hoa Kỳ và thế giới. Rất nhiều chuyện điên rồ sẽ xảy ra. Bản đồ sao của rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng có sự thay đổi, có thể sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Tất cả sẽ bắt đầu vào tháng 7. Cô Pachi cũng cho biết cô nhìn thấy biểu đồ chiêm tinh tương tự như năm 1968. Điều gì đã xảy ra vào năm 1968? Vào ngày 4 tháng 4 năm 1968, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ Martin Luther King bị ám sát. Ngày 6 tháng 6 năm 1968, Em trai của Tổng thống Kennedy là Robert Kennedy cũng bị ám sát. Cô Patchy cho biết cô cảm thấy điều gì đó tương tự có thể xảy ra với ông Trump. Ông Parker tiếp lời và nói một cách chắc chắn rằng ông Trump sẽ bị ám sát, nhưng vụ ám sát đã định là sẽ thất bại, chỉ là ông Trump có thể sẽ bị thương. Những dự đoán của ông Parker về một số sự kiện quốc tế thường rất chính xác. Ông từng dự đoán việc ông Trump đắc cử Tổng thống vào năm 2016, sự kiện Brexit, Covid-19 càn quét thế giới, vụ ám sát ông AB và các sự kiện lớn khác. Nhưng bản thân ông nói rằng dự đoán của ông đối với thời gian khá tệ. Ông nói đùa rằng ông nên học chiêm tinh để có thể dự đoán thời gian chính xác hơn. Về các vị lãnh đạo thế giới, ông Parker dự đoán rằng ông Biden sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Putin sẽ qua đời vì đau tim, còn ông Tập Cận Bình bị ốm và sẽ thất thế suy sụp. Liệu những điều này có xảy ra hay không, chúng ta hãy để thời gian quyết định. Tiếp tục quay lại nói về ông Trump, trên thực tế, cuốn niên giám chiêm tinh nổi tiếng Omar S. Almanac đã sớm dự đoán về vụ ám sát ông Trump. Omar S. Almanac được xuất bản từ năm 1764. Nó được xuất bản hàng năm nhằm dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong năm đó. Không ít điều trong số đó đã trở thành sự thật, chẳng hạn như sự bùng phát của Covid-19 và sự thất bại của ông Trump vào năm 2020. Trong dự đoán cho năm 2024. Omar S. Almanac đã đề cập rằng sẽ có một cuộc ám sát cảnh cáo nhắm vào ông Trump. Những người khác nhau, theo những cách khác nhau và vào những thời điểm khác nhau, đã đưa ra dự đoán chính xác về cùng một sự việc. Điều này gần như không thể giải thích bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dường như sự xuất hiện của một số sự kiện lớn ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử đều đã được dự báo trước. Ông Kennedy bị ám sát. Chúng tôi từng giới thiệu về nhà tiên tri Jean L. Dixon trong một chương trình trước đây. Bà được biết đến là một trong những nhà siêu hình học và chiêm tinh học nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Cuộc đời tiên tri của bà Dickson bắt đầu khi bà nhận được một quả cầu pha lê từ một người gypsy khi còn rất trẻ. Một trong những dự đoán nổi tiếng nhất của bà là dự đoán chính xác về vụ ám sát tổng thống Johnson Kennedy. Rất lâu trước khi ông Johnson Kennedy được bầu làm tổng thống, một ngày nọ, bà Dickson đến cầu nguyện buổi sáng tại nhà thờ sư tầm Matthew ở Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Hoa Kỳ. Khi đang đứng trước tượng Đức Trinh Nữ Maria, bà nhìn thấy một dị tượng. Tòa bạch ốc của Hoa Kỳ xuất hiện trong ánh sáng chói lóa. Bầu trời phía trên tòa bạch ốc xuất hiện con số 1960. Đột nhiên, một đám mây đen xuất hiện, dần bao phủ con số này và rơi xuống phía trên tòa bạch ốc. Lúc này, bà Dickson nhìn kỹ thì thấy một thanh niên cao lớn với đôi mắt xanh và mái tóc nâu đang lặng lẽ đứng trước cổng tòa bạch ốc. Một giọng nói mà bà không biết rõ nói với bà rằng. Đây là một đảng viên Đảng dân chủ, người sẽ trở thành tổng thống vào năm 1960 và sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ của ông. Sau đó, cảnh tượng này càng ngày càng mờ nhạt, dường như xuyên qua bức tường và biến mất vào khoảng không. Liệu điều này có thực sự xảy ra? Bà Dickson cũng không chắc chắn, bà đem dị tượng mà Chúa cho bà thấy cất giấu trong lòng. Sau khi ông Johnson Kennedy được bầu làm tổng thống, bà Dickson phát hiện ra rằng ông trông giống hệt chàng trai trẻ trong dị tượng và bà biết đã đến lúc phải nói ra chuyện này. Bà Dixon nói chuyện này với cô Kay Haller, người bạn tốt của Johnson Kennedy, nhờ cô thuyết phục Tổng thống không đi miền Nam. Bà nói với cô Haller rằng rất lâu trước đây, một đám mây đen đã bao trùm tòa bạch ốc. Đám mây đen đó càng ngày càng lớn hơn và bây giờ nó bắt đầu ép xuống. Điều này có nghĩa là thảm họa đang ập đến và Tổng thống sẽ bị ám sát nếu rời tòa bạch ốc. Cô Haller hứa với bà Dixon rằng cô ấy sẽ nói với Tổng thống Kennedy, nhưng cô ấy đã quên mất chuyện đó. Mãi cho đến khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, cô ấy mới nhớ ra rằng bà Dixon đã sớm cảnh báo mình. Bà Dixon sau đó nói rằng việc cô Hall quên truyền tin có thể là thiên ý. Vì sự qua đời của Tổng thống Kennedy được tiết lộ thông qua một lời tiên tri, vậy nên không thể thay đổi được. Bà Dixon từng đưa ra dự đoán về gia đình ông Kennedy đồng thời cũng dự đoán chính xác về tương lai của Tổng thống Roosevelt ở Mỹ và Thủ tướng Churchill ở Anh. Mặc dù nhiều nhà tiên tri đều là những người có khả năng và thể chất đặc biệt, nhưng đôi lúc, khi có một chuyện quan trọng sắp xảy ra, con người cũng có một linh cảm mạnh mẽ. Tổng thống Lincoln thấy trước cái chết. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1865, Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, đã bị ám sát. Tuy nhiên, chỉ hai hoặc ba ngày trước khi bị ám sát, tổng thống lincoln đã kể với một số người thân cận nhất về giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ của ông ông kể khu vực này rất vắng vẻ trong giấc mơ tôi nghe thấy rất nhiều người đang khóc nức nở khóc rất bi thương tôi nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy thế là tôi bước ra khỏi phòng đi hết phòng này đến phòng khác cuối cùng bước vào một căn phòng trong phòng có một chiếc cáng trên cáng có một thi thể một nhóm người vây quanh đó và khóc ai qua đời trong tòa bạch ốc vậy tôi hỏi một người lính anh ta trả lời, Tổng thống đã bị ám sát. Không ngờ vài ngày sau, cơn ác mộng thực sự đã trở thành hiện thực, ông Lincoln bị một sát thủ bắn chết trong giạp hát. Có thể nói, giấc mơ của ông Lincoln là một giấc mơ tiên tri. Trong giấc ngủ, ông đã vượt qua gián cách của thời gian và không gian, bước vào tương lai và nhìn thấy những gì sẽ xảy ra sau khi mình qua đời. Còn một điều rất kỳ lạ và bí ẩn khác về cái chết của ông Lincoln. Nó trùng khớp với giấc mơ tiên tri của ông ở một mức độ nào đó. Vào năm 2009, Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc triển lãm về ông Lincoln nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Hiện vật trưng bày bao gồm những đồ vật được ông Lincoln sử dụng trong suốt cuộc đời, chiếc mũ ông đội trong đêm bị ám sát và những bức ảnh của ông năm. năm. Ông Lincoln có thói quen yêu cầu nhiếp ảnh ra chụp ảnh mỗi khi ông có bài diễn văn quan trọng có một bức ảnh đặc biệt khó tin được chụp vào năm 1865, năm ông bị ám sát. Năm đó, sau khi nhiếp ảnh ra rửa ảnh, anh ta đã vứt tấm kính đi vì tấm kính có một vết nứt chạy ngang đầu ông Lincoln. Hai tháng sau, ông Lincoln bị ám sát và bị bắn xuyên đầu. Ngoài vết nứt, người ta còn phát hiện ra trong bức ảnh này, phần bên phải cơ thể của ông Lincoln hơi mờ ảo, như thể ông đang dần biến mất khỏi thế giới. Trong cõi u minh sâu thẳm, việc này dường như đã sớm được an bài. Ông Trump và tương lai nước Mỹ. Quay trở lại với ông Trump, các nhà tiên tri có dự đoán gì về tương lai của ông và thế giới? Về ông Trump, điều mọi người nhắc đến nhiều nhất là cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nhà tiên tri người Anh Parker và nhà chiêm tinh người Mỹ Pachi đều nhìn thấy thông qua các phương pháp dự đoán của riêng mình rằng, ông Trump rất có khả năng sẽ tái đắc cử tổng thống. Cô Pachi còn cho biết, cô đã có một giấc mơ tiên tri trước cuộc bầu cử năm 2020. Trong giấc mơ, Chúa nói với cô rằng ông Trump sẽ tái đắc cử. Tuy nhiên, cô nhìn vào biểu đồ chiêm tinh và thấy rằng biểu đồ chiêm tinh của ông Biden cũng rất mạnh mẽ, dường như ông ấy cũng có số mệnh trở thành tổng thống. Làm thế nào để lựa chọn? Cô cho biết vì giấc mơ tiên tri của cô chưa bao giờ sai, vậy nên cô tin chắc rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng vào năm 2020. Tuy nhiên, cuối cùng ông Biden mới là người đắc cử. Cô không ngờ rằng giấc mơ tiên tri cũng có thể sai. Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng Chúa trong giấc mơ nói ông Trump sẽ tái đắc cử, chứ không nói nhất định là đắc cử liên tiếp. Có lẽ ngài đang nói về một cuộc bầu cử tổng thống khác. Cô Pachi hiện đang xem biểu đồ chiêm tinh năm 2024 của ông Trump và cô tin rằng lần này chính là lần tái đắc cử trong giấc mơ chiên tri. Mục sư Bích, người mô tả chính xác hiện trường vụ ám sát ông Trump, một lần nữa đưa ra dự đoán chi tiết hơn. Ông nói rằng Chúa đã cho ông thấy ông Trump sẽ phải chịu sự đàn áp khủng khiếp vào mùa hè này, vì như các vụ kiện tụng pháp luật. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ kết thúc, ông Trump sẽ lội ngược dòng. Đội ngũ những người yêu nước Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh và cuối cùng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump sẽ giống như nhận mệnh trong lúc lâm nguy. Ông sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn ở Hoa Kỳ khi mới nhậm chức. Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế này thậm chí còn vượt qua cả cuộc đại suy thoái trong lịch sử. Chúa nói với ông rằng đây là một thời kỳ vô cùng đen tối. Nhắc đến điều này, có thể không ít người sẽ liên tưởng đến tứ kỵ sĩ Khải Huyền được nhắc đến trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh, kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng tượng trưng cho bệnh tật, kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ tượng trưng cho chiến tranh, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen tượng trưng cho nạn đói và vật giá tăng cao, kỵ sĩ cưỡi ngựa xám tượng trưng cho cái chết. Thượng đế trao quyền cho họ đoạt lấy sự sống trên trái đất. Nếu dịch bệnh COVID-19 cho đến nay vẫn chưa biến mất tương ứng với kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, chiến tranh Nga-Ukraine và Israel-Hamas có thể lý giải là kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ, thì cuộc khủng hoảng kinh tế mà ông Bích chứng kiến sẽ là kỵ sĩ trên con ngựa đen. Tuy nhiên, Chúa cũng cho ông Bích biết rằng nước Mỹ sẽ phải chịu một tác động rất lớn, nhưng không phải để tiêu diệt mà là để thức tỉnh. Ông nhìn thấy ông Trump ngồi trong phòng bầu dục, hai tay ôm đầu khóc, con chúa đặt tay lên vai ông. Sau đó, ông Bích cảm thấy bóng tối bao trùm nước Mỹ, sức nặng đó bắt đầu giảm dần và ngày càng ít đi. Ông nhìn thấy bầu trời xanh, cây cối xanh tươi và mọi thứ đều tươi đẹp trở lại. Ông Bích nói rằng Chúa cho ông biết một cuộc phục hưng vĩ đại đang đến với nước Mỹ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, con người sẽ phải chịu đựng những ma nạn. Ông Bích cho biết, mọi người gọi quá trình này là sự phán xét, judgment. Nhưng Chúa nói với ông rằng đó không phải là sự phán xét mà là sửa chữa, correction. Mục sư Amanda Gray đồng tình với dự đoán của ông Big. Bà nói rằng vào năm 2020, Chúa đã cho bà biết nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thất bại của ông Trump vào năm 2020 đã được an bài từ trước. Tất cả những điều này đang mở đường cho sự sửa chữa cuối cùng. Không ít người đã mất tài sản trong những năm gần đây. Vậy nên, họ hy vọng rằng nếu ông Trump đắc cử Tổng thống, mọi vấn đề sẽ được giải quyết và họ có thể sống thoải mái trở lại. Bà Gray cho biết, theo dự đoán của bà, ông Trump sẽ đắc cử, nhưng những ma nạn nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Bởi chỉ bằng cách này, con người mới thực sự nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa bản thân. Thực ra, mọi người không nên lo lắng quá nhiều về tương lai. Các nhà tiên tri mà chúng tôi giới thiệu đều đề cập rằng mặc dù nhân loại sẽ gặp khó khăn trong vài năm tới, nhưng nếu con người có tình yêu thương và lòng biết ơn có thể suy ngẫm sửa chữa lỗi lầm và đoàn kết với nhau thì họ sẽ nhận được sự che chở của chúa trong cơn khủng hoảng này